Ok, chào mừng các bạn lại đến với kênh ATM Model Channel. Thì hôm nay chúng ta sẽ sơn cái lớp ngoài của chiếc M113. Thì trước khi sơn thì mình sẽ phải hoàn thành một số các cái chi tiết dính trên thân xe, như là hai cái nắp ở phía trước của buồng máy. Thì cái chi tiết ở trên cái nắp buồng máy này thì nó rất là nhỏ, và cái khớp mà để mình có thể dán cái chi tiết lên trên cái chiếc xe nó cũng khá là nhỏ. Cho nên ở cái mục này, ngay cả cái bản lề của cái cửa, như các bạn thấy ở đây á, là phải làm rất là cẩn thận. Thì mình sẽ gắn một cái bản lề bên tay phải trước, mình ướm cái cửa vào, rồi sau đó mình mới gắn cái bản lề bên tay trái. Làm như vậy thì chúng ta có thể mở được cái cửa. Chứ còn nếu các bạn dán trước cái bản lề bên ngoài rồi mới dán lên xe thì khả năng keo nó sẽ dính vào và mình sẽ không có thể mở cái cửa lên được. Như các bạn thấy ở đây, cái bản lề rất là mỏng. Rồi, thì đây là cái cách mà mình làm những cái tay nắm cửa. Thì mình sẽ dùng một cái đoạn dây đồng, mình không dùng cái phần nhựa của nhà sản xuất, tại vì cái phần tay nắm cửa bằng nhựa của nhà sản xuất được làm rất là xấu và cắt ra thì rất là dễ gãy. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái đoạn dây đồng, mình tuốt ra và rồi mình làm cái tay nắm cửa, coi như là một chi tiết BE. Thì cách làm rất là đơn giản, mình dùng dao để mình rọc cái phần vỏ của cái phần dây đồng này. Thì cái dây đồng này không phải là, bạn có thể dùng dây điện, nhưng mà hiện tại mình đang dùng cái lõi của cái dây cáp mạng, vì mình thấy cái dây này nó nhỏ mà nó cứng, dễ thao tác hơn. Sau đó chúng ta sẽ bẻ thành một cái góc 90 độ hình chữ U cho giống với lại cái tay nắm cửa. Vì đây là chi tiết kim loại nên mình sẽ phải dán bằng keo dán sắt, chứ mình không có thể dán bằng cái xi men của nhựa được. Rồi, tay nắm cửa của mình vậy tương đối đẹp rồi. Ok, sau khi mình đã dán chi tiết lại bằng keo dán sắt thì như các bạn thấy ở đây là cái cửa của nắp buồng máy này mình có thể mở ra. Sau đó chúng ta sẽ cố định và làm thêm một số các chi tiết ở bên ngoài của phần nắp trên. Thì các bạn sẽ thấy có, mình sẽ chưa dán cái phần nắp này vào trong cái phần thân của xe đâu, tại vì mình sẽ còn làm khá là nhiều cái chi tiết bên trong nữa. Các bạn hãy đón xem ở những cái video sau, mình sẽ nói rõ hơn là vì sao mình chưa dán cái phần nắp này mình vô liền.
Sau khi mình hoàn thành xong cái phần ngoài của cái phần nắp của chiếc M113 thì mình sẽ dùng cái màu olive green, màu chính của xe, để mình pha theo một cái công thức đơn giản, và chúng ta sơn cái lớp rất là nhẹ để chúng ta đi phớt qua và chúng ta xem thử xem là cái màu và cái lớp pre-sale của chúng ta nó có hợp với nhau hay không, và qua đó chúng ta sẽ điều chỉnh về cái cách pha và điều chỉnh về cái lượng sơn ở từng khu vực khác nhau. Thì mình thích pha sơn loãng hơn một chút để sơn nhiều lớp hơn là pha sơn rất là đặc để sơn ít lớp. Tại sao lại sơn loãng? Sơn loãng thì mình có thể kiểm soát được tốt hơn về cái số lượng màu nó sẽ bắn lên trên cái bề mặt của mô hình, qua đó chúng ta kiểm soát được về những cái tông màu mà chúng ta sẽ muốn cho nó nổi bật lên hoặc là cho nó chìm xuống tùy theo khu vực. Đó, như các bạn thấy đây là mình sơn cái lớp rất là mỏng và mình sơn rất là nhiều lần để không có bị mất đi cái lớp pre-sale của mình. Như các bạn thấy tới đây là cái màu gốc, màu base của mình là nó đã ẩn lên rồi. Thì mình sẽ tiếp tục sơn cái lớp thứ hai. Thì các bạn sẽ thấy là cái màu chính nó đã rất là nổi lên rồi. Thank you.
để tránh cho sơn khi mình sơn ở cái mặt trên nó bị rớt vô trong cái phần nội thất mà mình đã weathering rất là kỹ rồi, thì mình sẽ dùng một cái miếng bông rửa chén để mình che cái phần nắp đó lại. Thì nhiều người hỏi tại sao mình không làm luôn tháp pháo rồi lại sơn, thì ở video sau mình sẽ nói rõ hơn, vì mình sẽ đặt một cái mô hình của người lính thủ tháp pháo lên trên, cho nên phần tháp pháo mình sẽ làm sau và sơn sau. Giờ mình sẽ sơn tiếp phần các cái phần bánh xe ở dưới. Thì chủ yếu mình sẽ không đi quá quá nhiều ở phần bánh xe, tại vì ở phần bánh xe chúng ta sẽ làm hiệu ứng đất cát, cho nên chúng ta chỉ cần một cái màu gốc tương đối là được. Rồi, bây giờ là mình sẽ đi phớt lại cái lớp thứ ba, lớp cuối cùng, để cho mình hoàn thành cái màu sơn olive green của cái chiếc M113. Đấy, các bạn thấy là cái tông màu chính của mình là nó đã tương đối nó ok rồi. Thì mình sẽ đi phớt lại những cái chỗ nào mà pre-shade nó còn đậm quá hay thôi. Mình di chuyển liên tục để tránh sơn nó bị dày. Và các bạn cũng lưu ý là mình sẽ không sơn quá nhiều ở một chỗ để tránh cho cái việc pre-shade của mình nó không có được hiệu quả.
cũng sẽ phải không quên là sơn luôn cả cái phần nắp trong của cái cửa. Thì cái cửa sau này theo như một số tài liệu thì nó vẫn là cái màu Ardeck Green của nội thất, nhưng mà theo cái tài liệu của mình thì cái cửa này nó lại là màu olive green giống như phần ngoại thất luôn, chứ không phải là màu xanh lơ giống như phần nội thất. Cho nên mình sẽ sơn luôn phần này màu olive green. Nhưng mà cái cửa ra vào này thì mình cũng sẽ làm hiệu ứng đất cát, cho nên là không nhất thiết phải sơn kỹ như là phần ngoài, nên mình chỉ sơn có hai lớp thôi. Rồi, thì tới đây thì video của mình cũng kết thúc rồi. Vì nếu mình làm luôn cả những cái phần mà chi tiết như là tháp pháo hay là súng hay là người lính nữa thì cái video sẽ rất là dài. Cho nên là hẹn các bạn lại ở cái video phần sau. Rồi, see you.